trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mãi khi chết rồi trở về cát bụi giàu có như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trả. Nay nhà lớn lầu vàng con, nay lời danh thích quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, tao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Nay lời hứa, nay thủy chung, nay tình yêu chót bụi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa hồ. Vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay, em xin hân hạnh giới thiệu tới các bác một chiếc đầu MD của hãng Sony. Chiếc này có tên mã là SD1. Em bán chiếc này cho các bác dùng làm cái đầu giải mã DAC, tức là các bác lấy tín hiệu từ đường quang ở Smart TV cắm vào nó, và đường xuất bông sen từ chiếc đầu này các bác đưa nó xuống những chiếc âm ly khác để nghe nhạc hoặc để hát karaoke. Cái đầu MD này có một vài cái đặc điểm rất hay, đó là nó giải mã không cần đĩa mồi. Các bác có thể nhìn thấy chữ No Zis hiện ngay trước mặt của màn hình hiển thị. Em chưa hề cho đĩa vào. Và cái đoạn nhạc vừa rồi là các bác vừa được nghe cái đầu này nó giải mã ra đây ạ. Ở cái thớt này nó rộng có 19 cm, mặt phay nhôm kết hợp với cả cái cốp lật bằng kính. Khi chúng ta mở cốp ra thì cái đèn nền nó sẽ sáng lên, đèn nền của các phím nó sẽ sáng lên. Còn khi chúng ta đậy vào thì cái đèn nền nó tự động nó tắt đi. Tất cả những ai đã từng chơi nguyên bộ cái bộ Sony SD1 này chắc không lạ gì cái thớt MD, một trong những cái thớt đắt giá nhất của cái bộ Sony SD1. Tất nhiên là trên mặt của cái thớt MD chắc chắn nó phải có nút ghi, rec, có play, stop, rồi thì next bài, rồi thì truy cập vào phần menu để chỉnh các tham số. Đặc điểm hay có nghĩa là nó không cần phải đĩa mồi. Có rất nhiều cái đầu hay nhưng mà bắt buộc phải có đĩa mồi. Mà khi phải dùng đĩa mồi mà cái phần đĩa MD nó không đọc là chúng ta chịu, không làm giải mã được nữa. Đây là ruột gan. Có thể nói là bộ ruột nó còn cực kỳ đẹp, không phải nghĩ. Ở góc đằng này là tăng phô, tụ lọc nguồn. Toàn bộ những cái con chip nó đều nằm ở mặt dưới cái mền này. Ở bên trên này chúng ta chỉ nhìn thấy lơ thơ vài con linh kiện thôi. Chip chủ yếu nằm hết bên dưới. Đây là cái cơ đĩa MD này các bác. Cái dòng cơ cổ bánh răng rất to. Dòng cơ này thì được cái là chất lượng đọc khá là tốt. Bây giờ em sẽ vòng ra phía sau để hướng dẫn. Bác nào mà có ý muốn mua chiếc này hết sức chú ý. Nhìn vào đây. Chiếc này nó có hai đường quang vào, bao gồm ngõ 1 là CD, ngõ 2 là đường CS, BS. Bản thân cái thớt này nó không có mắt nhận hồng ngoại để có thể tiếp nhận lệnh ở remote, mà nó sẽ nhận những cái lệnh đó bằng những cái đường cáp dẹt, bởi vì nó đi theo bộ mà. Do vậy chúng ta hoàn toàn không có thể dùng remote ở trên cái thớt MD này được. Công việc của chúng ta đơn giản lắm, chỉ việc đưa đường quang vào chính cái đường quang nằm giữa này, tức là đường CS BS này.
Đó. Và đường ra, đường xuất bông sen chúng ta lấy ở cái cọc B nằm bên phải này. Đó. Trắng đỏ nó ghi ở bên đường B này. Vậy thôi. Bật nguồn của đầu đĩa lên. Thế là làm giải mã. Rất đơn giản. Đây là thông số phía sau. Sony MDS SD1. Công suất tiêu thụ nguồn 10W. Điện áp sử dụng 100V, Made in Japan. Số series có cái đuôi là 9083. Hàng này thì Nhật nòi rồi, không phải nghĩ. Các bác có thể thấy là em đang lấy đường quang từ ở cái đầu đĩa mini nằm ở bên dưới và đưa vào cái ngõ CSBS này. Đường xuất bông sen ra. Đây. Thì em đưa xuống cái âm ly cổ ô tô nằm ngay phía dưới. Đó, các bác thấy chưa? Còn bác nào đấy mà sành một chút thì có thể vào cái phần menu, chúng ta gọi các tham số ra để chỉnh thêm. Ví dụ như là kích tiếng đầu vào này, tăng giảm tiếng đầu vào ở bên đường quang đấy ạ. Chúng ta có thể chỉnh được. Trong buổi chiều hôm nay thì em đã có thử ghi một đoạn bằng chính cái đầu này vào cái đĩa này. Bây giờ em cho đĩa vào để test cho các bác nghe thử. Cái đầu này ghi khá là tốt. Em ghi có một đoạn thôi. Tay trắng nghèo sơ sát nghèo, nên em xa đi không nói một điều. Ngày mai em vui duyên thăm người ta, mua em nhung gấm, anh không ngờ em bạc như vôi. Hai bàn tay trắng thì lưu luyến gì. Đó, em thấy cái ưu điểm vượt trội của cái đầu này đó là không cần đĩa mồi, chúng ta vẫn có thể làm đầu giải mã thoải mái. Nó rất phù hợp với những bác tay mơ không hiểu biết nhiều lắm về công nghệ. Dùng nó để làm giải mã, các bác chỉ lấy đường quang ở Smart TV cắm vào cái ngõ ở phía sau mà em vừa mới chỉ á, rồi bật nguồn cái đầu đĩa lên, không cần thiết phải cho đĩa vào trong ổ làm cái gì. Và cái đường bông sen thì các bác dẫn vào cái âm ly nghe nhạc hoặc là âm ly karaoke, và thế là chiến thôi ạ, không có vấn đề gì. Còn nếu như mà chúng ta muốn cài đặt chuyên sâu một chút thì chúng ta phải mò vào phần menu. Đó. Nó sẽ có rất nhiều cái tham số. Những cái này nói thẳng là những bác tay mơ tốt nhất là không cần biết cái này làm cái gì cả. Các bác chỉ có việc bật nguồn lên, đưa đường quang vào và lấy tiếng ra ở đường bông sen, thế là xong. Đây là vỏ nắp. Hàng bãi về nó có chảy chớt và em ngứa tay đã xịt cho nó một ít sơn nhũ lên đây cho nó bóng bẩy. Không nhiều bác mua về bảo ui dồi ôi, đồ chảy xước nhiều, bà vợ bà ấy chê xấu. Em cố gắng làm cho nó tươm tất lên để nhìn cho nó đỡ bị người khác người ta chê bai. Em bán thớt này với giá 1 triệu đồng chẵn. Và giờ phút này thì hôm nay là ngày 21 tháng chạp, thì không có bất cứ đơn vị chuyển phát nào người ta nhận hàng nữa. Nếu như bác nào đó ở khu vực phía Nam mà thích cái đầu này
thì có thể chuyển khoản trước để giữ hàng, rồi sau khi qua Tết thì em sẽ gửi hàng sau. Còn bác nào ở quanh khu vực Hà Nội mà nếu như có điều kiện có thể ra được đến bến xe Gia Lâm để đón hàng thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. À, xém quên. Em cũng tặng luôn cái đĩa MD này cho khỏi lăn tăn nhé.